Bài 3. Tìm miền xác định của hệ bất phương trình sau. 3x trừ y nhỏ hơn 3. 2x cộng y lớn hơn hoặc bằng 2. Và ở đây người ta cho mình cái dấu ngoặc nhọn. Nghĩa là mình lấy phần giao khi giải ra, mình lấy phần giao của hai bất phương trình. Thỉnh, nhiều lúc các bạn nghe phần giao mình không hiểu là như thế nào nói tóm tắt nói đơn giản nghĩa là mình lấy những điểm nào những nghiệm nào giống nhau của hai bất phương trình nha những điểm nào giống nhau những nghiệm nào giống nhau của hai bất phương trình thì ta lấy còn khác nhau ta không lấy nói như vậy vậy để giải hệ bất phương trình này ta đặt bất phương trình ở trên là một và bất phương trình ở dưới là bất phương trình hai và ta cũng giải theo thứ tự như sau 3x trừ y nhỏ hơn 3 và việc đầu tiên ta chuyển cái dấu nhỏ hơn thành dấu bằng và ta đặt nó là đường thẳng D ở đây là ta thấy nó là đường thẳng D các bạn hỏi tại sao mình biết đây là đường thẳng vì nó có dạng là AX cộng BI bằng C với A bằng 3 B bằng trừ 1 và C bằng 3 nên ta thấy đây là phương trình đường thẳng có dạng AX cộng BI bằng C. Và để vẽ phương trình đường thẳng này hay là vẽ đường thẳng D, ta cần tìm hai điểm, ta cần có hai điểm. Vậy dễ dàng nhất là ta nên cho x bằng 0 rồi tìm y. Thế x bằng 0 vào đường thẳng D, ta được là y bằng -3 và ta đặt nó là điểm A có x bằng 0, y bằng trừ 3. Kế đến ta cho y bằng 0 để kiếm x và ta cho y bằng 0. Thế vào ta được x bằng 1 và ta đặt nó là điểm B. Có tọa độ x bằng 1, y bằng 0. Nha. Vậy ta có hai điểm A và B. Ta có thể vẽ được đường thẳng D hay là nói là ta vẽ được đường thẳng 3x trừ y bằng 3. Vậy ta vẽ trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ. Từ trừ x cho đến x trục nằm ngang gọi là trục hoành từ trừ y cho đến y trục thẳng đứng gọi là trục tung hai trục vuông góc với nhau và cắt nhau tại điểm O có tọa độ x bằng 0 y bằng 0 hay còn gọi là trục tọa độ ta vẽ đường thẳng a có x bằng xin lỗi ta vẽ điểm A có x bằng 0 y bằng trừ 3 vậy nó nằm ở phần âm của trục tung 3 đơn vị đây và kế đến ta vẽ điểm B có x bằng 1 y bằng 0. Vậy nó nằm ở phần dương của trục hoành một đơn vị. Ta có hai điểm A và B nối lại ta được đường thẳng D. Đây là đường thẳng D hay còn gọi là 3x trừ y bằng 3. Đường thẳng D ta vẽ đường thẳng đích đoạn, đích đoạn. Tại sao ta vẽ đường thẳng đích đoạn? Vì đề bài cho ta 3x trừ y nhỏ hơn 3 nhưng mà cái đường thẳng D này là 3x trừ y bằng 3. Như vậy, những điểm nằm trên đường thẳng D không phải là nghiệm của bất phương trình 1 nha. Không phải nha, không phải là nghiệm của bất phương trình 1. Vậy, ta thấy đường thẳng D nó chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng, tạm gọi là một phía bên tay trái và một nửa mặt phẳng phía bên tay phải nha một nửa phía bên tay trái và một nửa phía bên tay phải như vậy điểm cái miền nào miền phía bên tay trái hay miền phía bên tay phải là nghiệm của bất phương trình một ta chưa biết như vậy ta phải tìm để tìm miền nghiệm của bất phương trình một ta nên chọn điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng d điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng d đó là điểm o vì có x bằng 0 y bằng 0 Tại sao? Ta biết nó là điểm đơn giản nhất vì tất cả những số mà nhân với 0 đều bằng 0 nha. Vậy ta chọn điểm O có x bằng 0, y bằng 0. Ta dùng điểm O này thế vào để so sánh 3x y với 3. Vậy ta ghi lại 3x y với 3. Ta so sánh. Ta chưa biết cái dấu ở đây là dấu gì, ta chưa biết bắt đầu ta so sánh nha ta thế x bằng 0, y bằng 0 vào thì ta được là 3 x 0 là bằng 0 trừ cho 0 với 3. Vậy 0 trừ 0 chắc chắn nhỏ hơn 3. Và suy ngược lại nghĩa là 3x trừ cho y nhỏ hơn 3. Vậy cái miền mà có điểm O, cái miền mà có điểm O phía bên tay trái nha của đường thẳng có điểm O là 3x trừ y nhỏ hơn 3. Vậy bên này là 3x trừ y nhỏ hơn 3. Còn cái miền phía bên tay phải là ngược lại là 3x trừ y lớn hơn 3. Không cần phải xét dấu ta cũng biết. Ta chỉ xét một bên thôi. Thì bên kia là lớn hơn. Và bên này là nhỏ hơn. Đề bài muốn ta cái gì? Đề bài muốn ta là tìm cái nghiệm. Cái miền nghiệm của 3x trừ y nhỏ hơn 3 như vậy là ta lấy cái miền phía bên tay trái vậy ta tô nó là màu xanh lá cây này ta tô nó là màu xanh lá cây nói tóm lại cái vùng tô màu xanh lá cây là miền nghiệm của bất phương trình 1 nha không có d nha không có đường thẳng d vì đường thẳng d là 3x trừ y bằng 3 mà ta chỉ lấy nhỏ hơn 3 nên ta lấy cái miền màu xanh lá cây thôi không lấy đường thẳng D nhà nhắc đi nhắc lại cho các bạn nhớ vậy bởi vậy nên ta mới vẽ là đường đích đoạn là hidden line đấy đích đoạn kế đến ta vẽ ta giải bất phương trình thứ hai ta có 2 x cộng y lớn hơn hoặc bằng 2 và ta cũng cần đổi cái dấu lớn hơn hoặc bằng thành dấu bằng và ta đặt nó là d phẩy ta thấy 2x cộng y bằng 2 là đường thẳng nha, là đường thẳng. Vậy muốn vẽ đường thẳng thì ta cũng cần tìm hai điểm và dễ dàng nhất ta cho x bằng 0 thế vào và kiếm y cho điểm thứ nhất, sau đó cho y bằng 0 thế vào d' phẩy để kiếm điểm thứ hai. Vậy ta cho x bằng 0 thế vào thì ta được là y bằng 2. Ta đặt điểm kế tiếp. Hồi nãy mình có a b rồi, mình đặt kế tiếp là c có x bằng 0, y bằng 2. Sau đó mình cho y bằng 0, thế vào mình được là x bằng 1, giải ra ta được x bằng 1 và mình đặt điểm kế tiếp là điểm D có x bằng 1, y bằng 0. Vậy ta có hai điểm C và D, ta vẽ được đường thẳng D phải. Bây giờ các bạn quên đi và đừng có để ý đến cái cái miền màu xanh lá cây nữa với đường thẳng D này nữa. Bây giờ mình tưởng tượng cái mặt phẳng này là màu trắng hết nha. Cho nó dễ. Và mình vẽ điểm C. Có x bằng 0, y bằng 2. Và kế đến điểm D. Có x bằng 1 và y bằng 0. Nó trùng. Trùng ngay điểm này. Vậy ta nối hai điểm C và D lại. Ta được đường thẳng D phẩy. Và ta vẽ đường thẳng D phẩy với đường thẳng liên tục. Tại sao vậy? Tại vì đề bài cho mình dấu bằng cái ý nghĩa đường thẳng liên tục là dấu bằng cái ý nghĩa đường thẳng đích đoạn là mình không lấy cái nghiệm ở trên bất cái đường thẳng này ý nghĩa đường thẳng liên tục xin lỗi ý nghĩa đường thẳng liên tục là mình lấy những điểm nằm trên đường thẳng này nha vậy đường thẳng d phẩy chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng một là phía bên tay tạm gọi là phía bên tay trái tạm gọi là phía bên tay trái và một là phía bên tay phải như vậy nửa mặt phẳng phía bên tay trái hay nửa mặt phẳng phía bên tay phải là nghiệm của bất phương trình 2 ta chưa biết ta cần phải tìm để tìm miền nghiệm của bất phương trình 2 ta nên chọn điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng D vậy ta thấy điểm nào điểm cũng là điểm 0, có x bằng 0 và y bằng 0 là điểm đơn giản nhất, không nằm trên đường thẳng D phẩy nha, không nằm trên đường này. Vậy ta cũng chọn điểm O có x bằng 0, y bằng 0. Ta dùng điểm O này thế vào để so sánh 2x cộng y với 2 nha, để so sánh 2x cộng y với 2. Vậy, ta so sánh 2x cộng y với 2. Ta chưa biết cái dấu gì nằm ở ngay đây ta cứ để đó và ta thế x bằng 0, y bằng 0 vào và thế vào ta được là 0 cộng 0 so sánh với 2, 2 nhân 0 là 0 cộng cho y bằng 0 so sánh với 2, 0 cộng 0 chắc chắn nhỏ hơn 2 và suy ngược lại 2x cộng y nhỏ hơn 2 như vậy cái vùng mà có điểm O nha cái vùng mà có điểm O mà ta vừa mới chọn để so sánh 2x cộng y với 2 là cái vùng cái vùng này nè là 2x cộng y nhỏ hơn 2 à, cái 2x cộng y nhỏ hơn 2 bên này thì cái vùng bên kia là 2x cộng y lớn hơn 2. Cái vùng bên này là 2x cộng y nhỏ hơn 2. Cái vùng bên này là 2x cộng y lớn hơn 2. Nha. Nhắc lại, cái vùng mà có điểm O mà ta vừa mới chọn để so sánh là 2x cộng y nhỏ hơn 2 đây cái vùng bên này là 2x cộng y lớn hơn 2 vùng bên này là 2x cộng y lớn hơn 2 vậy để trả lời cho cái câu cái bất phương trình thứ hai là tato để ý nha tato cái vùng 2x cộng y lớn hơn 2 tại vì đề bài muốn mình là 2x cộng y lớn hơn 2 nên ta lấy cái vùng phía bên tay phải và cái vùng này mình tô màu hường khi mà nó lấn qua cái vùng màu xanh lá cây thì nó đổi thành màu nâu nhà mình thấy không khi nó lấn qua màu xanh lá cây nó đổi thành màu nâu mình tô nó như vậy vậy để trả lời cho cái câu hỏi của bất phương trình thứ hai là cái vùng tô màu nâu cái vùng màu nâu này nè cùng với cái màu hường và đường thẳng d là miền nghiệm của bất phương trình 2 nha. Yeah. Tại vì mình lấy luôn những điểm trên đường thẳng d mà, cộng với cái màu nâu này nè, cộng với màu hường là miền nghiệm của bất phương trình 2 Nhưng để trả lời cho cái hệ bất phương trình là mình chỉ lấy phần giao thôi. Có phải cái đường cái miền màu hường nó giao với cái miền màu xanh lá cây nó thành màu nâu không? Hồi nãy mình vừa mới coi đó, đúng không? Cái miền màu hường giao với miền màu xanh lá cây nó trở thành cái miền màu nâu vậy cái vùng màu nâu lạt và đường thẳng d phẩy nha đường thẳng d phẩy hay còn gọi là phần giao cái cái vùng màu nâu lạt là cái phần giao đó với cái đường thẳng d phẩy là miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền nghiệm không bao gồm d tức là mình không có lấy đường thẳng d này tại vì những điểm trên này không phải là miền nghiệm của bất phương trình nên tại vì nó nhỏ hơn ở đây là dấu bằng. Những điểm nằm trên đường thẳng D là 3x trừ y bằng 3. Nhưng mà ở đây mình muốn 3x trừ y nhỏ hơn 3. Nên mình không lấy những điểm nằm trên đường thẳng D. Ha. Và nhắc lại lần nữa nha. Những cái cái vùng mà màu nâu lạt này nè. Vùng màu nâu lạt. Cộng với đường thẳng D phẩy. Ha. Là tức là phần giao đó, là phần giao là miền nghiệm của bất phương trình mình không lấy những điểm nằm trên đường thẳng d. Rồi. À, vậy đến đây ta đã giải xong bài số 3. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp nha và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác và mình cũng đừng quên cái đóng khung này lại, đây là hệ bất phương trình. Đây. Nhà hệ bất phương trình. Vậy đến đây mình đã xong, hẹn gặp lại các bạn nha.